tiếp tục vào việc anh chị ơi. Một căn nhà giá rẻ cần bán gấp quý anh chị. Một con đường lớn như thế này, một cái vỉa hè 5m, nhà ngang 5 và dài 24 là 120m thổ cư hết. Nhà cấp 4 anh chị nha. Khu dân cư Biconsi, phường Tân Bình, thành phố Di An. Khu dân cư này mà ở phường Tân Bình là số 1 anh chị nhá. Khu này được ví giống như Đà Lạt 2 ở tại thành phố Di An. Và cho đây là phường Tân Bình, cho đây là thành phố Di An thưa quý anh chị. Em đang quay xung quanh hàng xóm để anh chị cảm nhận khu vực xung quanh. Đó, quý anh chị thấy không? Đường này là đường lớn quý anh chị nhá. Đường này đường lớn nhá. Đường này lộ dưới 20m tổng anh chị nhá. 20m tổng. Ở trong đây đường 12 13m nhiều nhưng mà đường này là đường lớn này. Đường này lên tới 20m là tổng đường. Đó. Ngày hôm nay em mang tới cho anh chị mình một căn nhà sổ hồng riêng sang tên luôn. Tại vì em Hải là chỉ review bất động sản sổ hồng riêng thì anh chị biết rồi ha. Anh chị nhớ đăng ký kênh của em Hải để tiếp tục theo dõi nhiều video mới. Nhiều nhà, nhiều đất lắm quý anh chị ơi. Nhà đất thành phố Di An, Thuận An là quá trời luôn. Đó, đường này đẹp quý anh chị ha. Đường này là thuộc dạng đường trục chính ở trong cái khu dân cư Biconsi này. Đó, chỗ này gần bờ hồ Biconsi anh chị nhá. Khoảng tầm 300m thôi. Đó, căn nhà mang tới cho anh chị mình đây. Ngang 5 và dài 24. Căn này là sổ hồng riêng sang tên luôn. Thổ cư hết, thổ cư 100% luôn anh chị. Căn nhà này quý anh chị nhá. Đó, nhà mình đó quý chị ha, nhà cấp 4 nhá. Căn này rất là rộng rãi này quý chị, xem cái vỉa hè này thích không? Đó, vỉa hè 5m này thì mình để ô tô thoải mái luôn quý chị ơi. Đó, ngoài ra mình có sân ô tô riêng anh chị nhá. Đây nhá, đây này. Đó, khu vực sân ô tô nhà mình đây. Đó, quý chị thấy không? Căn này là 120m giống như em nói nhá, và thổ cư hết anh chị nhá. Ngang 5 nhá, dài 24 nhá. Có sân trước và sân ô tô nhá, để ô tô 4 chỗ 7 chỗ thoải mái nhá. Ngoài ra có cái vỉa hè 5m giống như nãy giờ đang quay phim cho anh chị mình xem á. Đây này. Đó, cái vỉa hè này quý chị này. Đó, rộng rãi thoải mái, nhà ngang 5 mà đường này đường lớn, đường 20m anh chị nhá. Đó, đường này là một trong những cái đường trục chính của khu dân cư Biconsi này. Đây là một căn nhà giá rẻ đó quý anh chị ha. Anh chị nào mà thấy phù hợp thì mình đi xem sớm và vào việc luôn anh chị nhá. Tại vì chủ đang cần bán gấp nên mức giá cực kỳ rẻ, chỉ có 4 tỷ thôi. 4 tỷ là một căn nhà rất là rẻ luôn quý anh chị nhá. Đó, rẻ hơn đất ở trong khu này luôn á. Cái này 120m mà đường này đường lớn mà quý anh chị ha. Đó, rất là đẹp rồi quý anh chị. Đây, phòng khách nhà mình đây. À, nhà cấp 4 quý anh chị ha. Nói chung là rộng, phòng khách cũng rộng, phòng ngủ cũng rộng và nhà ăn cũng rộng. Ở phía sau có lối thoát hiểm 1-2m chứ, ở trên sổ luôn. Lối thoát hiểm 2m quý anh chị ạ. Lối thoát hiểm 2m ở phía sau cuối nhà. Để xíu em quay luôn cho anh chị xem. Đây phòng khách nha. Đó. Anh chị nhớ đăng ký kênh em Hải để tiếp tục theo dõi nhiều video mới, nhà đất nhiều. Nên là anh chị tha hồ xem anh chị nhá, tham khảo nhá. Được thì mình mua, không được thì mình tham khảo, mình biết thị trường cũng được anh chị nhá. Thuận mua vừa bán anh chị yên tâm, giá cả làm việc trực tiếp chủ, thương lượng trực tiếp chủ, hỗ trợ ngân hàng và bên em chỉ bán những bất động sản sổ hồng riêng nên anh chị yên tâm, mua bán là công chứng chuyển nhượng sang tên, ra phòng công chứng anh chị nhá. Đó. Công khai minh bạch tất cả các thông tin đầy đủ trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản để toàn thể quý anh chị đón xem. Anh chị nhớ đăng ký kênh của em Hải và ủng hộ cho em Hải để mình theo dõi nhiều video mới. Rồi. À, phòng ngủ phía dưới đây, nhà mình có một cái phòng ngủ này thì rộng. Ở đây gia chủ có để hai cái giường với chị nhá. À, tha hồ mà ngủ với chị ơi. À, phòng ngủ rộng luôn quý chị ha. Bên đây là người ta để một cái tủ nữa rồi này quý chị thấy không? Đó. Rồi, khu vực nhà ăn nhà bếp ở phía cuối đây. À, khu vực này cũng rất là rộng luôn. Đó quý chị thấy không? Lối thoát hiểm ở phía sau kia nhá. À, xíu em quay lối thoát hiểm cho anh chị mình xem luôn. À, nhà mình là hướng nam, check tây một chút xíu anh chị nhá. Check tây một chút xíu nhá. Nhà vệ sinh đây. Đó. Thì cái này là 120m và thổ cư hết sổ hồng riêng. À, chủ đang cần bán gấp nên là mức giá cực kỳ rẻ. À, anh chị nào mà thấy video này mà phù hợp thì mình vào việc anh chị nhá. À, một khu vực nhà ăn cực kỳ rộng ha, nhà bếp rộng rồi quý chị. À, bếp này thì tha hồ mà nấu ăn quý chị ha. Rồi, à, cuối đây là khu vực lối thoát hiểm này quý chị, quay sơ cho anh chị mình xem nhá. Đây này. Lối thoát hiểm ở phía sau này này. Lối thoát hiểm này là ở trên sổ có luôn anh chị nhá. Đó, thông hai đầu, cái lối thoát hiểm thông hai đầu nhá. Còn đường nhà mình cũng là đường thông hai đầu, đường nhà mình lộ dưới 20m lận, đường lớn ở trong khu này. Đó. À, 4 tỷ cho căn nhà này. Nếu mà anh chị nào mà thấy phù hợp thì vào việc anh chị nhá. Căn này là hiện tại bây giờ cực kỳ rẻ rồi. Tại vì 120m mà đường lớn, đường 20m lận, đường trục chính của khu dân cư Biconsi, phường Tân Bình, thành phố Di An. Nhà mình hướng chính nam, check tây một chút xíu thôi anh chị nhá. Đó. Rồi rất mong anh chị sẽ đăng ký kênh của em Hải để tiếp tục theo dõi nhiều video mới. Tại vì em có rất là nhiều nhà đất để ghi hình ở trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản cho toàn thể quý anh chị mình đón xem. Đón xem trực tiếp, xem thông tin trực tiếp, thông tin đầy đủ. Anh chị nào thấy sản phẩm nào phù hợp liên hệ ngay cho em Hải, gửi thông tin đầy đủ cho anh chị mình xem. Anh chị muốn gặp trực tiếp chủ, alo ngay cho em Hải ha. Mình hẹn chủ, mình gặp nói chuyện anh chị nha. Thuận mua vừa bán anh chị yên tâm nha. Đó, trên tinh thần là thuận mua vừa bán, giá cả thương lượng chính chủ, hỗ trợ ngân hàng hết. Tại vì bên em chỉ bán sổ hồng riêng mà, anh chị yên tâm ha. Mua bán là công chứng, ra phòng công chứng, sang tên luôn. Rồi, vậy là em kết thúc hết cái video căn nhà mà có vỉa hè 5m và sân ô tô 7 chỗ, nhà ngang 5 và dài 24 này để anh chị tham khảo. Rồi, em xin chào và hẹn gặp anh chị trong những video tiếp theo.